Bộ Công an điều động Đại tá Đinh Văn Nơi làm Giám đốc Công an Quảng Ninh. Dân trí đưa tin, Bộ Công an đã điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh. Ngày 1 tháng 3, nguồn tin của phóng viên cho biết, Bộ trưởng Bộ Công an vừa có quyết định về công tác cán bộ đối với chính cục trưởng, tư lệnh, Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, điều động Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh thay Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm. Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm được điều động giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu C03, Bộ Công an. Điều động và bổ nhiệm Đại tá Lâm Phước Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Bộ Công an quyết định kéo dài hạn tuổi phục vụ 1 năm, thôi giữ chức vụ đối với Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động K02, để công tác tại Ban Nghiên cứu chuyên đề giúp việc Bộ trưởng từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 đến ngày 1 tháng 3 năm 2023. Điều động Đại tá Lê Ngọc Châu, Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, đến nhận công tác và giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động. Quyết định điều động và bổ nhiệm Thượng tá Bùi Quang Bình, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương. Điều động Đại tá Lê Minh Hà, Phó Cục trưởng B03, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương. Thiếu tướng Quách Huy Hoàng, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh, nhận quyết định nghỉ hưu. Đại tá Đỗ Triệu Phong, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh. Sơn Hà, xã Tắc ngày nay, non sông đất nước đổi thay qua trời. 70 năm đã qua rồi, nhưng lời Bác dạy sáng ngời trong tâm. Liêm chính cùng với kiệm cần, giúp đỡ đồng sự và gần gũi nhau. Với chính phủ phải nhớ câu, trung thành tuyệt đối khắc sâu vào lòng. Người công an phải có tầm, kính trọng lễ phép rất cần với dân. Công việc tận tùy chuyên cần, với địch kiên quyết nhưng cần khéo khôn. Không gì có thể quý hơn những lời di tặng vàng son của người. Sau lời dạy thật tuyệt vời, Bác dành tặng lại cho người công an. Đó là kim để chỉ nam, tâm tầm đức với công an nước nhà. An ninh xã Tắc Sơn Hà mang lại cho nước nhà ta yên bình. Những người con thật nghĩa tình, những người con đã quên mình vì dân. Khó khăn gian khổ chẳng cần, các anh cũng chẳng ngại ngần chi đâu. Luôn xông pha ở tuyến đầu, nhiều khi gặp phải mưu sâu khôn lường. Của phường vô lại bất lương, ngày nay nó vẫn hay thường xảy ra. Bây giờ tội phạm nước nhà thật là phong phú đẻ ra quá trời. Giờ đây khắp nẻo muôn nơi, đa hình đa dạng mọi nơi hoành hành. Tỉnh An Giang đã câu thành, buôn lậu đầu gấu lưu manh cô đầy. Giám đốc sở ở tỉnh này, Đinh Văn Nơi có đủ đầy tài hoa. Nguyễn Ngọc Thuận tức ức gà, cùng nhiều đồng bọn đã xá lưới rồi. Sản xuất hàng già kiếm lời, thuê người điều truyền ông Nơi bất thành. Trần Chí Mãnh kẻ gian manh, muốn ông Nơi phải rời nhánh địa bàn. 20 tỷ bạc sẵn sàng, kết quả thất bại, hết đảng làm ăn. Mưu mô thủ đoạn dã tâm, làm sao thoát khỏi tầm nhìn của ông. Dã tâm khép lại về không, gậy ông đập lại lưng ông đáng đời. Từ nay đã kết thúc rồi, làm sao thoát khỏi lưới trời bùa vây. Bao nhiêu chuyên án tỉnh này, rất nhiều cộng cán tới đây hầu tòa. Đinh Văn Nơi thực sự là song toàn trí dũng, tài ba hơn người. Tâm đức ông thật sáng ngời, anh minh mẫu mực của người công an. Luôn vì tổ quốc giang san, hiểm nguy ông vẫn bền gan vững lòng. Một tấm gương sáng vô cùng, khiến cho cám dỗ lạnh lùng quay đi. Một người giám đốc diệu kỳ, cuộc đời ông chẳng cần chí thư này. 6 lời Bác dạy còn đây,
theo ngài từng phút, từng giây, từng giờ. Bầu nhiệt huyết thật vô bờ, trừ gián diệt ác đang chờ đợi ông. Quả là hồng phúc non sông, có những giám đốc công an như ngài. Vũ Hồng Văn tỉnh Đồng Nai là một giám đốc ít ai bằng ngài. Ngài là một bậc nhân tài, quyết đưa tội phạm Đồng Nai xuống mồ, luôn giăng lưới sẵn trực chờ, tạo ra chiến thắng bất ngờ cho ông. Bao nhiêu chuyên án thành công ông đã phá được cho non sông này. Chuyên án xăng giả gần đây không thể thoát khỏi lưới vây của người. Lê Thanh Trung bị bắt rồi, cùng 50 kẻ đã rời vào kho. Một đại án thật quá to, kết hợp với bộ công an chính là đánh nhanh bắt gọn gian tả. Tên cầm đầu đó chính là Thanh Trung. Một chuyên án lớn vô cùng, thành công rực rỡ, lẫy lừng khắp nơi. Chuyên án này thắng lợi rồi, đúng là kỳ tích tuyệt vời biết bao. Lời dạy của bác năm nào đã được ngài khắc ngay vào trong tim. Chẳng cần chi phải đi tìm, vì nó đã ở trong tim của mình. Với dân ông nặng nghĩa tình, với chính phủ đã trung chính một đời. Là một giám đốc đương thời, biệt tài thao lược, thay trời trừ gian. Người con ưu tú Việt Nam, là hồng phúc của giang sơn nước nhà. Công an, cảnh sát điều tra đã bắt các loại quân tả khắp nơi. Kẻ còn đương chức đương thời, kẻ thì cũng đã rời về ngủ đông. Công việc trôi chảy thành công, khiến lò Bắc Trọng không dừng nghỉ ngơi. Lò thiêu khắp nẻo muôn nơi, cho nên nhiệt độ đến hồi tăng cao. Thật là thú vị làm sao, tưới khô to nhỏ bỏ vào cháy ngay. Số lượng củi hay còn đầy, vẫn đang tiếp tục bỏ ngay vào lò. Còn bao nhiêu khúc củi to, sớm muộn cũng sẽ vào lò hỏa thiêu. Rồi còn không biết bao nhiêu vẫn đang khai thác quá nhiều hay sao. Một lượng củi thật dồi dào, khai thác biết đến khi nào hết đây. Lò Bắc Trọng quả thật hay, làm cho nhiệt độ càng ngày càng tăng. Lò đang lấy lại công bằng mà dân tộc vẫn thường hằng ước mong. Thỏa lòng dân ngóng dân trông, đến nay lò đã thành công thật rồi, trở thành lịch sử đề đời, nhãn tiền để lại muôn thời đại sau. Trải qua một cuộc bể dâu, quan trường ai có ngờ đâu lắm tả. Hút bao máu mù nước nhà, làm cho xã tắc sơn hạ xác sơ. Tả quan ra sức vét vơ, làm cho đất nước gầy khổ một thời. Đây là lịch sử đề đời của thập niên trước hơn 10 năm qua. Công ơn cảnh sát điều tra đang làm trong sạch nước nhà ngày nay. An ninh mạng của thời này bắt bao nhiêu kẻ thường hay chờ cờ. Mới đây Nguyễn Cầm Thúy Cô và hai tổng phạm cùng nhau vô lò. Thúy Cô hương chín mùa thu, vào tù suy ngẫm cái ngu trong đời. Lầm đường lạc lối để rồi, biến mình ra kiếp tội đồ trong lao. Nguyễn Thúy Hạnh đó hay sao, Phạm Đoàn Trang đón bà vào hôm nay. Nhưng kẻ phản quốc tử đây, cánh cửa đã khép lại vận may trong đời. Tước đi quyền được làm người, cửa khó đóng lại hết thời đấu tranh. Phần ma hồng biến ra thành, phản dân hại nước lưu danh muôn đời. Tiếc thay nhan sắc tuyệt vời, đô la đã lấy đi rồi còn đâu. Tham tiền của bọn Mỹ Âu, bây giờ cũng chẳng còn đâu tiêu xài. Chữ tài liền với chữ tay, vì ái nữ đã mắc bao sai lầm. Ở dương trần chỉ có một lần, kiếp người được mấy mươi xuân trong đời. Tham đô la lắm để rồi, biến mình thành kẻ suy đồi bất lương. Đều số hòa phúc khôn lường, cùng dân chủ cuội nhập phường đấy sao. Cấn thì theo đó thế nào, à cũng đã được mang vào nhập kho. Còn vô số kẻ đang lo, số mình rồi sẽ nhập
khó hồi nào. Lượng củi còn quá dồi dào, lần lượt sẽ được mang vào thiên lao. An ninh mạng giỏi cỡ nào, với những chiến tích tự hào biết bao. Giao thông cảnh sát ra sao, khi làm nhiệm vụ biết bao hiểm nghèo. Nhiều thằng đã giở trò mèo, hùng hăng chống đối, lật kèo tấn công, gây ra những chuyện đau lòng cho các cảnh sát giao thông hàng ngày. Cũng do luật pháp thời nay vì không đủ mạnh, chúng hay coi thường. Công an luôn phải nhịn nhường, nên quân quá khích vẫn thường lấn sân. Trái phải chúng cũng bất phân, lợi dụng dân chủ, nhân văn nhân quyền. Đều do luật pháp không nghiêm, nên thiên hạ mới đảo biến thế này. Luật pháp đất nước ngày nay phải cần đủ mạnh để thay đạo trời. Người dân cầu thình đôi lời, phải nên chỉnh sửa theo thời đại này.